vợ nó muốn mua là mình đéo có tiền. Sáng nay hôm qua sáng nay mới giả ông kia 1,5 triệu con khỉ nữa, mà khỉ chết bố rồi. Biết thế ở đây bán mẹ đi. Mèo mèo anh bán bao tầm bao tiền? Nhưng mà anh này bị mẹ này anh ghét tiếng mèo kêu cày. Vào thử đi, anh đang đá đây, đang quay video đang đá đây. Chú ranh ranh gì? Chú không đá xếp hạng bao giờ? À thế à? Từ khi là làm cái bảng này là anh ngồi chơi nó nhàn, ra ngoài thì mẹ độc dính đốt thì nhớ lắm ra ngoài quay. Trước anh đá xếp hạng 22, thằng kia nó xin nick FIFA. Thế là anh bảo là nó ở xin Zalo, anh có đồng ý luôn. Thế là bảo Zalo ad thì cô ad xin như thật thì ui chết rồi. Đây mình nghĩ lại, đéo giờ đéo này nick FIFA thì... chạy đi. Nó mới cập nhật em ạ. Đá khó lắm. Đấy, quay chỉ kiểu quay chỉ cửa ở nhà quay kiểu như này thôi. Nó cắm hai máy quay. Khi nào mà ví dụ như là kiểu là mấy hôm đầu ấy thì chú không quen ấy. Chú không quen thì anh với chú đi mấy lên thầm luôn. Quay đi vào nhà dân ấy kiểu chưa quen ấy. Thì chú ai anh em đi. Chú nội à? Chú nội thì có gì anh đi cùng được. Vì các bạn kênh bây giờ ấy đấy, nó cũng ít kênh đấy. Trước kia một mình anh làm 3 kênh thôi mà. Ok nhá.